Từ tối qua cho đến hôm nay, những thông tin và hình ảnh về chiếc bánh mì Việt Nam bất ngờ được chia sẻ rộng rãi trên nhiều trang mạng xã hội. Việc những hình ảnh về món bánh nổi tiếng của Việt Nam được lan truyền đã không còn quá xa lạ, thế nhưng bỗng nhiên được nhắc đến liên tục như vậy khiến cho nhiều người khá thắc mắc. Nguồn: Tôi đi đâu, Hoa Phúc, Thịnh Châu Y Hội. Suốt ngày hỏi ăn gì bây giờ nhỉ? Cụ thể, việc được xem là nguyên nhân sâu xa của những chia sẻ này là do một số du khách Hàn Quốc đã cảm thấy khá khó hiểu khi được phục vụ món bánh mì trong bữa sáng. Liên quan đến việc 20 du khách từ Daegu Hàn Quốc đến Đà Nẵng từ chối cách ly, dù họ đến từ vùng dịch COVID-19, các du khách này đã than phiền rằng chỉ nhận được vài mẫu bánh mì, buổi sáng, xem bánh mì như một món ăn tạm bợ. Điều này khiến cho nhiều người cảm thấy rất oan uổng cho chiếc bánh mì, bởi trên thực tế thì bánh mì Việt Nam thật sự đã nổi tiếng ở nhiều nơi trên thế giới. Chính vì vậy, cư dân mạng lập tức muốn minh oan cho chiếc bánh mì Việt Nam. Nguồn: Tuyết Bích Collection, Lai Thượng Hưng, từ năm 1958. Với sáng tạo mang chiếc bánh mì baguette của Pháp kẹp đủ thứ, chiếc bánh mì theo một kiểu rất Việt Nam được ra đời. Cứ thế, bánh mì được biến tấu với đủ loại nhân thịt, giò chả, pate, trứng. Và rồi mỗi vùng của Việt Nam lại có được một đặc sản bánh mì rất riêng. Bánh mì ở Hà Nội ngoài giòn trong mềm, bánh mì Sài Gòn đầy ắp nhân thịt nguội pate, bánh mì Hội An với phần đầu nhỏ và giòn rụm, hay ở Hải Phòng là những chiếc bánh mì que cay cay thơm đượm vị pate. Bánh mì Việt Nam được đánh giá là một món ăn có tổng thể tương đối hài hòa, bởi vừa có tinh bột, vừa có đạm động vật, vừa có rau. Các loại nhân đa dạng để mọi người có thể lựa chọn phù hợp với sở thích của mình. Bởi thế mà có bánh mì trứng, bánh mì pate, bánh mì chả rốt, bánh mì thịt nguội, rất nhiều thể loại. Sau này, từ chiếc bánh mì kẹp quen thuộc, người ta còn biến tấu thành nhiều hình thức, nhiều kiểu bánh mì khác như bánh mì que với chiếc bánh mì nhỏ xíu cỡ hai ngón tay, bánh mì chảo ăn bằng cách xé bánh mì rồi chấm vào chiếc chảo ngập tràn topping. Nhưng dù dưới hình thức nào, bánh mì Việt Nam đã và đang là món ăn được rất nhiều người yêu thích, ở cả trong nước và nhiều nơi trên thế giới. Ngày nay, bánh mì Việt Nam không chỉ phổ biến ở khắp các tỉnh thành, mà còn du nhập đến nhiều nơi trên thế giới, từ châu Á sang châu Âu. Các cửa hàng bánh mì Việt dần mọc lên ở nhiều nước bạn. Du khách nước ngoài khi đến Việt Nam cũng lựa chọn bánh mì là một trong những món nhất định phải thử. Đặc biệt hơn nữa chính là những thành tích mà món bánh mì của chúng ta đạt được trên thị trường ẩm thực thế giới. Ngày 24 tháng 3 năm 2011, từ bánh mì đã được vinh danh trong từ điển Oxford. Năm 2013, bánh mì Việt được tạp chí National Geographic bình chọn là một trong 11 món ăn đường phố ngon nhất thế giới, đứng đầu danh sách 12 món ăn đường phố cho tạp chí du lịch Mỹ Can, Nat Traveler bầu chọn. Năm 2014, bánh mì Việt Nam tạo nên cơn sốt khi lọt vào top 20 món ăn đường phố ngon nhất thế giới của Huffington Post. Năm 2016, bánh mì cùng phở và bún chả đã lọt top 100 món ăn nổi tiếng thế giới cho Liên minh Kỷ lục Thế giới, Cookings và Viện Top Thế giới công bố. Năm 2017, bánh mì Việt Nam lọt top 10 món sandwich hấp dẫn nhất thế giới theo trang Traveler. Năm 2018, trang CNN đã ưu ái gọi tên bánh mì ở Hội An là vua của các sandwich trên thế giới. Nguồn: Tôi đi đâu. Rất nhiều cư dân mạng cảm thấy vô cùng đồng tình với những ý kiến để minh oan cho bánh mì. Quả đúng là dù ai nói ngả nói nghiêng thì bánh mì Việt Nam vẫn ngon và vẫn được người dân ở khắp nơi yêu thích. Let's love us. Why?